kênh YouTuber quay tùm lum, nhớ like và đăng ký kênh nhé. Rồi bên này chơi gì chứ không? Rồi lên đây Min, lên chú đo thử nha. Có đứng đụng cái này không nhảy thử tới không? Rồi bây giờ có một thử thách nhẹ nè, mình đứng đi đây để chú giới thiệu. Chú sử dụng cái khăn này nè, bịt mắt con xuất phát từ điểm đây nè, con đi lại con tìm sao và con nhảy trúng, con nhảy lấy được cái hộp này là con sẽ người chiến thắng. Nếu mà con nhảy không được con sẽ thua. Nói thật nha, cái trò này á rất là khó, 100 người chưa có ai làm được, thử con hôm nay làm được hay không nè. Ok Hiền, ngồi khán giả sẽ xem thôi chứ không nói chuyện nha Hiền. Chưa mà. Thấy mấy ngón Min, từ từ mẹ, mẹ mấy ngón thấy không? Vậy như vậy là nó đã bịt mắt rồi, nó không thấy được. Bang, quay vòng vòng nó quay nó Hiền, quay nó ba vòng. Thôi cho Hiền quay hả? Thôi. Ok, đi đi. Bởi trò này rất là khó, 100 người chưa có ai lấy được cái hộp này. Phải cái này nó nhảy mới tới rồi chứ không nhảy không tới đâu. Thôi mày đừng, mày đừng chỉ nó Hiền, chỉ nó biết sao, đừng chỉ mày cá cược nó mà lấy được là chú cho chơi máy tính á. Ừ đúng rồi, nhảy đi Min, nhảy đi Min, còn xíu nè. Trời ơi, ngay ngay trước mắt mình không thấy cùi bóp thằng này. Mày nhảy là nó để cao hơn mà, đâu phải để ngay bằng tay con đâu mà con quơ. Con phải nhảy mới may mắn đâu tới thôi. Ơi, chú cao quá à. Hồi nãy chú đâu đụng ngay đó mà cao cái gì? Nè, mở mắt ra đi coi nè. Thấy không? Ngay đây luôn mà nó không tới thằng này. Đã nói rồi, trò chơi này khó lắm, 100 người. Lại chú ơi. Lại nữa hả?